ngồi thẳng lưng, vươn dài đỉnh đầu lên, nâng vai lên, xoay vai ra sau, buông lỏng vai xuống. Khoan khoan, đợi xíu, đợi xíu. Ngồi thẳng lưng, vươn dài đỉnh đầu lên, nâng vai lên, xoay vai ra sau, buông lỏng vai xuống. Đúng rồi, rồi thả lỏng vai, kiểm soát lại, kiểm soát cột sống lại một lần nữa, không để cong về trước. Mắt khép, tập trung tâm trí vào hơi thở. Hít sâu vào, thả lỏng bụng. Thở ra, hóp bụng lại, thở ra, xẹp 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 bụng xuống. Hít sâu, kiểm soát hơi thở. Thở chậm ra. Hít mũi, thở mũi, không thở miệng. Hít sâu, cảm nhận như quả bóng được bơm hơi. Thở ra, từ từ xẹp xuống, xẹp xuống, xẹp xuống. Cột sống luôn giữ thẳng, bất động, chỉ có vùng bụng Ngồi thẳng phình lưng lên và lên xẹp Tâm ơi, xuống đi theo hơi thở. ngồi thẳng lưng lên, vươn dài đỉnh đầu lên, Hít sâu, thở ra, cảm thả nhận vùng lỏng bụng. cơ mặt, mặt tươi cười lên. Hít sâu, ra. Hít sâu, tập trung vào hơi thở, kiểm soát hơi thở. Hít sâu, thở ra, tập cho hơi thở ra dài hơn hơi hít vào. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở chậm ra. Hít sâu, nạp oxy tươi mới vào. Thở ra, tổng hết khí cặn ra ngoài. Hít sâu, nạp năng lượng tích cực vào. Thở ra, tổng hết năng lượng tiêu cực ra ngoài. Hít sâu, nghĩ về những chuyện vui vẻ tích cực. Thở ra, buông bỏ mọi buồn phiền lo lắng mệt mỏi ra bên ngoài. Tập là mình tập trung vào cơ thể, thả lỏng thân, kết hợp tâm trí và hơi thở, kết hợp lại, hòa quyện vào nhau. Mỗi bài tập cảm nhận sâu vào, mình mới thấy nó phê như thế nào, nó hiệu quả như thế nào, cảm nhận sâu từ bên trong. Mời cả lớp chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Chạm mạnh lên. Ngồi thẳng lưng, vươn dài đỉnh đầu lên. Đặt nhẹ vào mắt. Mở cái mắt kính ra Tâm. Bàn tay mình hơi cong lại tạo thành cái ổ úp vô mắt. Rồi tiếp tục chà ấm hai lòng bàn tay vào nhau. Chà mạnh lên.
Gãm nóng lòng bàn tay lên, đặt nhẹ vào mắt, mở mắt và chớp chớp mắt, mở tay ra nhìn theo tay. Rồi mời cả lớp đứng lên. Đứng lên. Hai chân khép, hai tay chống hông. Cúi xuống thấp bụng, thở ra tập cổ. Cảm nhận căng cơ cổ. Thẳng cổ, hít sâu, ngửa ra sau, thở ra. Thẳng cổ, hít sâu, nghiêng phải, thở ra, đặt tay phải lên thái dương bên trái, kéo căng cổ bên trái. Nâng lên, hít sâu, không nghiêng người, nghiêng trái, thở ra. Thẳng cổ, hít sâu, xoay nhìn phải, thở ra. Thẳng cổ, hít sâu, xoay trái, thở ra. Thẳng cổ, hít sâu, cúi xuống, thở ra. Xoay bên phải lên trước, hít vào, xoay chậm chậm, tràn đều các hướng cổ. Xoay đổi chiều, xoay đến đâu đảo mắt, chớp mắt nhìn theo đến đó. Kết hợp tập luôn cho mắt. Hai tay đan, nhóm gót lộn ngược bàn tay đẩy căng lên, hít vào. Hạ xuống, tay đan ra sau, tấm gối xuống, cúi xuống, mũi chạm gối, thở ra, bật tay cao lên. Nâng lên, hít sâu vào, đan tay, lộn ngược bàn tay kéo căng lên. Thở ra, hạ xuống, đan tay, tấm gối cúi xuống, mũi chạm gối, thở ra. Nâng lên, đi sâu vào, đan tay nhóm gót đẩy căng lên. Ra xuống, thở ra, đan tay sau lưng chung gối cúi xuống, thở ra, mũi chạm gối, bật tay cao lên. Nâng lên, hít sâu vào, đan tay lộn ngược tay lên, nhóm gót lên, giữ lại 5, 4, 3, 2, 1. Hạ xuống, đan tay sau lưng, chung đầu gối cúi xuống, hốc bụng thở ra, bật tay cao lên, thở ra, giữ lại 5. Đùi song song với sàn, vuông góc với cẳng chân, 4, 3, 2, một. Nâng lên, đi sâu vào, rồi đứng xoay người lại giống cô. Bước chân phải lên, hít sâu, mở rộng lồng ngực ra, rồi thu chân về, cúi xuống, thở ra, cúi xuống, ép sau, thở ra, cúi xuống, ép thở. Rồi chung đầu gối xuống, vươn tay lên chiếc ghế, hít sâu vào, xoay người qua bên phải, chống tay trái ra bên ngoài bàn chân, thở ra, dang tay lên, lên hít sâu vào, vươn tay lên, bước chân trái lên, mở căng lồng ngực, ưỡn căng ngực lên, hít sâu.
Thở ra, cúi xuống, thu chân về, thẳng gối và cúi xuống hóp bụng, thở ra, cúi ép sau, thở ra, hít sâu vào, chung đầu gối chiếc ghế vuông, hai tay lên, xoay người qua trái, chống tay phải ra bên ngoài bàn chân, vươn tay lên siết cơ bụng, thở ra, nâng lên, hít sâu vào, vươn tay lên, bước chân phải lên, rồi dang tay đẩy cao lồng ngực lên, hít sâu, dang tay ra đẩy căng lồng ngực, rướn cổ lên, lên, thở ra, thu chân về, cúi xuống, hóp bụng, thở ra, cúi xuống, ép sau, hóp bụng, thở ra, hít sâu vào, chung đầu gối, đẩy lùi mông ra phía sau, không chồm đầu gối ra khỏi mũi chân, xoay người qua bên phải, chống tay trái ở bên ngoài bàn chân, dang thẳng cánh tay, siết cơ bụng, thở ra, nâng lên, hít sâu vào, vươn tay lên, bước chân trái lên, mở vai, căng lồng ngực, dang hai tay ra, rướn cổ, ưỡn căng lồng ngực lên, nâng lên, hít sâu, trương tới, cúi xuống, thở ra, kéo căng 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 lưng, ép sau, hóp bụng, thở ra, hít sâu vào, chung gối xuống chiếc ghế, đẩy lùi mông ra phía sau, xoay người qua bên trái, chống tay ra ngoài bàn chân, mở tay trái lên, siết bụng, thở ra, nâng lên, hít sâu vào, vươn tay lên, bước chân phải lên, ngã ra sau, dang tay đẩy căng lồng ngực lên, ngã giữ lại, 5 4 3 2 1, lên, hít sâu vào, trương người tới, cúi xuống, hóp bụng, thở ra, ép sau vào, hóp sau bụng, thở, duỗi dài lưng, ép thở, 5 4 3 2 một, hít sâu vào, chung đầu gối, vươn tay, siết cơ bụng lại, giữ, thở ra, 5 4 3 2 một, hít vào, xoay người qua bên phải, chống tay trái ở ngoài bàn chân, vươn căng tay lên, hóp bụng, thở ra, 5 4 3 2 một, hít sâu vào, nâng người lên, bước chân trái lên, mở tay dang ngang, đẩy căng lồng ngực lên, rướn lên, giữ, 5 4 3 2 1, thu chân cúi xuống, thở ra, kéo căng 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 lưng, cúi sau, hóp bụng, thở ra, 5 4 3 2 một, phía sau vào, chung đầu gối, vươn tay, chiếc ghế đẩy lùi mông ra phía sau, lực lên gót chân, cảm nhận lực lên gót chân, tâm ơi, xoay người qua bên trái, chống tay phải bên ngoài, dang tay lên, siết cơ bụng, thở ra, đùi song song với sàn, thở, 5 4 3 2 1, nâng lên, hít sâu vào, hạ tay xuống, thở ra, thả lỏng, hít thở sâu, mở chân bằng vai, xoay hông, tay chống hông và xoay hông, hít thở sâu vào, tâm chỉnh cái càng thấy có nửa người không, để xa ra một chút á, để thấy cả người, xoay ngược lại, đúng rồi, đang xa xí nữa, thấy từ đầu tới chân giống con, rồi xoay mặt lại camera đi nào, hai chân mở rộng bằng vai, hai tay vươn lên, đan tay lộn ngược, bàn tay lên, hít sâu vào,
Di chuyển cái chân phải ra sau chân trái. Di chuyển chân phải đặt ra sau chân trái. Rồi chung đầu gối xuống, nghiêng người qua bên trái, thở ra nghiêng hông, hóp bụng thở ra. Nghiêng thở giữ 5, 4, 3, 2, 1. Nâng lên, hít sâu vào. Đặt chân trái ra sau chân phải. Rồi chung đầu gối xuống, nghiêng người qua phải, thở ra kéo căng tay. Hóp bụng nghiêng thở ra. 5, 4, 3, 2, 1. Lên, hít sâu vào. Hai chân mở rộng bằng vai, hai tay dang ngang. Đưa tay phải ra sau, úp vào eo bên trái. Vươn tay trái lên, nghiêng eo thở ra, nghiêng hông qua phải, xiết bụng thở. Thở lên, hít sâu vào. Xoay tay trái ra sau, úp vào eo phải. Vươn tay phải nghiêng trái thở ra, nghiêng hóp bụng thở. Lên, hít sâu vào. Đưa sau cánh tay phải ra, vòng ra, úp được về phía trước eo luôn. Rồi nghiêng thở ra, cảm nhận tay mình chắc cái chỗ eo đó, mình phải siết lại sờ cảm giác được chắc nó lên cơ chỗ đó. Lên, hít sâu vào. Nghiêng thở ra, hóp bụng nghiêng kéo căng 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 thở ra. Nâng lên, hít sâu vào. Nghiêng hết sau bụng thở ra, xiết bụng nghiêng thở ra. Lên, hít sâu vào. Nghiêng thở ra, hóp bụng nghiêng sau, nghiêng thở ra. Lên, hít sâu vào. Nghiêng thở ra, đưa sau cánh tay xoắn theo lưng, nghiêng thở. 5, 4, 3, 2, 1. Lên, hít sâu vào. Nghiêng thở ra, xoắn sau, nghiêng thở. 5, 4, 3, 2, 1. Lên, hít sâu vào. Xoay phải thở ra, xoay cho tay phải úp vào eo và tay trái úp vào vai phải. Trở về, hít sâu vào. Xoay thở ra, tay úp vào vai và một tay úp vào eo. Hít sâu vào, thở ra. Xoay qua, sắm cánh tay qua. Hít sâu vào, thở ra. Hít sâu, 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 thở ra. Rồi nhấp ra sau nè, nhấp vặn, nhấp ra phía sau, hóp bụng lại thở. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trở về, hít sâu vào. Xoay thở ra, nhấp ra sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trở về. Rồi xoay người lại, hai chân bằng vai, hơi mở mũi chân ra cho nó chạm vào mép thảm hai bên. Hai tay quạt ra phía sau. Hít sâu vào, tấm gối vươn tay lên, thở ra. Không chồm đầu gối ra khỏi mũi chân. Lên, hít sâu. Xiết cơ bụng, thở ra, để căng mông ra sau. Hít sâu vào. Ba, thở ra, rút rốn xiết bụng. Hít sâu vào. Bốn, thở ra, xiết bụng lại. Hít sâu vào. Năm, thở ra, xiết sâu cơ bụng nhắm xuống. Hít sâu vào, không chồm đầu gối nha. Thở ra, hít sâu vào. Bảy, thở ra, rút rốn xiết cơ bụng lại. Hít sâu vào. Tám, thở ra. Hít sâu vào. Chín, thở ra. Hít sâu vào. 10, xoay cơ bụng lại, đẩy lùi mông ra phía sau đi nào, rút rốn lên nè, đẩy lùi mông ra phía sau và nhấp xuống nè, nhấp xuống. 10, 9,
8 đúng rồi, sừng rút rốn lên. 7 6 5 lực dồn lên gót chân. 4 3 2 1 tay xuống thẳng gối, thẳng gối. Rồi cúi xuống luôn tay vô hai chân, xoay hai cái gót chân cho hai bàn chân song song nhau. À, mở hai cái gót chân ra cho hai bàn chân song song nhau, cúi xuống thở. Luồn tay sau vào cúi rút rốn xiết sau, thở thở thở, nâng lên hít sâu vào, xoay hai tay ra sau úp vào đùi, úp vào eo ngay chỗ thắt lưng, đẩy hông ngã ra sau, đẩy lồng ngực lên bảo vệ cái thắt lưng, úp tay vào ngay thắt lưng, lên trương tới cúi xuống, thở ra trương người tới cúi hóp bụng, thở ra đi nào, cúi xiết bụng thở ra, nâng lên hít sâu vào, xoay hai tay ra sau úp vào eo, úp vào ngay thắt lưng ngay hông, đẩy hông ưỡn ngực lên, ưỡn ngực lên, lên vươn tay cúi xuống thở ra, thẳng gối cúi sâu luồn tay sâu vào trong, rồi chùng đầu gối xuống đi nào, luồn tay sau vô giữa hai chân, rồi chùng đầu gối đùi song song mới sàn, xiết cơ bụng thở ra, lên hít sâu vào, tay đẩy úp vào hông, đẩy hông ưỡn ngực lên vai lộng ra sau, trả lưng tôm lưng gù cổ ruột, lên trương tới cúi xuống thở ra, cúi sau luồn tay sau vào bám tay, rồi chùm đầu gối xuống đẩy lùi mông ra phía sau, xiết cơ bụng lại thở ra, không để đầu gối chồm, không cảm nhận, không thấy tức cái đầu gối, lên hít sâu vào, úp tay vào hông đẩy hông ngã ra sau, thở ra đẩy lồng ngực lên, rướn lồng ngực lên, rướn thêm rướn thêm, mở vai rướn cổ, mở vai rướn cổ, 5 4 3 2 1 lên hít sâu vào, trương tới cúi xuống thở ra, xíu sau bụng luồn tay sâu vô trong hai chân, rồi chung đầu gối khi luồn tay vào vai mình đã giữ đầu gối lại rồi, rồi ép cái hông xiết từ bụng thở ra đi nào, ép hông xiết bụng thở, 5 4 3 2 1 lên hít sâu vào, hai tay dang ngang, tay phải úp vào eo ở bên trái, rồi cúi gập người xuống, tay trái nắm cổ chân phải, mở cái vai phải xoắn người nhìn lên, thở ra xiết bụng lại, xoắn người lên, lên hít sâu vào, đổi bên xoay tay trái úp vào, cúi xuống tay phải nắm cổ chân trái, xoắn vai lật vai trái lên, thở ra lên hít sâu vào, thở ra đổi phải thở, tay tới cổ chân rồi lật vai phải xoắn lên, thở lên hít sâu vào, tập kiểm soát cơ thể mình, thở ra hóp bụng lại, thở ra mở vai xoắn lên, thở ra lên hít sâu vào, xoay phải thở ra lật vai phải xoắn người lên, thẳng gối hóp bụng thở, hít sâu vào, xoay trái thở ra lật vai trái vặn người xoắn lên, xoay mặt nhìn lên thở ra, lần nữa hít sâu vào, xoay qua phải thở ra lật vai phải xoay lên, xiết bụng thẳng gối thở, 5 4 giữ lại, chị Phương giữ, 3 2 1 lên hít sâu vào, xoay qua trái thở ra hớp bụng thở ra, lật vai trái xoay lên thở, 5 xoắn thêm, 4 3 2 1 lên hít sâu vào, bây giờ xoay người lại camera, mở chân rộng ra gấp đôi vai, mở chân rộng gấp đôi vai, hai tay dang ngang hít sâu vào,
Cẳng lớn trái xuống gót vuông và trường lưng tới đẩy lùi mông ra phía sau, tay dang ngang chắc người lại thở ra. Tấn chân phải và thẳng chân trái, tay dang ngang thở. Lên hít sâu vào xuân mở còn tính quá, mở chân rộng ra. Tấn chân trái để lùi mông ra phía sau, gập thân song song với sàn, rút rốn siết cơ bụng thở ra. Lên hít sâu vào tấm chắc chân này chân kia thẳng, thở ra rút rốn siết cơ bụng lại, thở ra hít sâu vào thở ra, tấn xuống siết cơ bụng thở ra chắc chân, hít sâu vào. Bây giờ hai tay đang sau lưng rồi, tấn chân phải xuống thẳng, gối trái ép xuống, cúi xuống bật tay cao lên thở ra, cúi xuống siết sau bật tay, 5 4 3 2 1, nâng người lên hít sâu vào. Rất tốt, cảm nhận lực vào. Tấn chân trái xuống ép hông trường tới cúi xuống, bật tay cao lên siết bụng thở ra, rút đầu xuống ép sau thở, 5 4 3 2 một, nắm người lên hít sâu vào. Rồi xoay người trở về, xoay người qua bên chân phải đi nào, xoay người qua chân phải, chống hai tay tấn gối xuống, rút chân về chóp mặt thở ra, cúi người xuống rút rốn siết cơ bụng thở, cúi xuống rút rốn siết bụng thở ra. Chân phải ra sau lên hít sâu vào, cúi xuống đạp gót chân trái ép thở ra, hít vào đẩy tới con ngói chạm mũi thở ra, siết cơ bụng lên thở, bước chân phải lên bằng hai tay hít sâu vào, nâng chân trái lên nào, chống tay xuống, đúng rồi, nâng chân lên tập trung vào siết cơ bụng thở ra, 5 4 3 2 1, gấp chân trái lại, tay phải nắm chân trái hít sâu vào, hít sâu bung cao chân lên thở ra, tập trung vào bung cao, 5 4 3 2 một, hít sâu vào chống tay xuống, bước chân trái trả ra sau, lui hai tay về cho ngang hàng với bàn chân phải, bước dài ra phía sau, rồi xoay người qua bên trái tập trung vào nha, xoay người qua trái từ từ, xoay tay và xoay chân, ép mông về gót chân phải và dựng bàn chân trái lên, ép mông siết cơ bụng thở ra, hít sâu vào, hai tay đang ở sau lưng, cúi xuống hóp bụng, chưa ngồi xuống sàn vẫn còn mông lên khỏi sàn, cúi xuống bật tay cao lên thở ra, cúi bật tay siết bụng thở, 5 4 3 2 một, hít sâu vào, giờ đặt mông ngồi xuống sàn, đưa tay trái nắm cổ chân phải, tay trái nắm cổ chân phải, vươn tay phải lên nghiêng hông, thở ra nắm chặt cổ chân, nghiêng hông xuống vòng tay phải qua đầu, nắm mũi bàn chân lật hông xoay lên thở ra, xoay lên thở ra, 5 4 3 2 một, nắm người lên hít sâu vào, chống tay phải ra sau lưng, rồi ngã cái bàn chân trái về phía trước, ngã xuống, nâng người lên, vươn căng tay trái lên, thở ra, đẩy căng hông lên, vươn lên, đúng rồi, 5, 4, 3, 2, 1, hạ xuống, tâm chỉnh cam xuống chút đi tâm, hít sâu vào, xoay người trở lại trước đi nào, xoay người về chân phải, để rút chân về chóp mặt, thở ra, lố rồi, tâm ơi, rọi xuống sàn nhiều quá, chỉnh lên, rồi cúi xuống đi bộ tại chỗ đi nào, hít thở sâu vào, hít thở sâu vào,
đẩy cao mông lên, chữ V ngược các tâm, đẩy cao mông lên, ép vai ép lưng xuống, chân trái ra sau lên, hít sâu vào, đẩy tới co gối chạm mũi, siết cơ bụng lên, thở ra rút rốn gối chạm mũi, thở, bước chân lên bằng hai tay, hít sâu vào, nâng cao chân phải lên, bung cao lên, cúi xuống, thở ra, bật cao chân lên, cúi người xuống, ép căng khớp bụng, thở, khớp bụng thở ra, từ từ gấp chân phải lại, hít sâu vào, tay trái nắm chân phải, rồi kéo căng và bung cao lên, đúng rồi, kéo căng bung cao, kéo căng bung cao, giữ 5 4 3 2 1, hít sâu vào, lui hai tay về ngang hàng với bàn chân trái, duỗi chân phải dài ra phía sau trả về, rồi xoay hai tay qua bên phải đi nào, xoay gót chân phải lại, ép mông về gót chân trái, đặt gót chân phải đứng bàn chân lên, hít thở sâu vào, ép mông xuống, đúng rồi, mở chân ra rồi xoay chân đi tầm, xoay cho cái gót chân phải đặt dưới sàn và dựng bàn chân lên, hít vào, tay phải nắm cổ chân trái, tay hai tay đan sau lưng, cúi xuống đi, tay đan sau lưng, cúi người thở ra, cúi xuống, bật tay cao lên, hít sâu bụng thở ra, 5 4 bật tay lên, 3 2 1 lên, hít sâu vào, tay phải nắm cổ chân trái, vòng tay trái đặt mông ngồi xuống nè, vòng tay trái qua đầu, nắm mũi bàn chân phải, thở ra, lết sâu cái vai phải vào, lết sâu thêm nữa, cho cái hông phải nằm lên trên đùi, xiết cơ bụng lại, nghiêng hông thở ra, xiết sau nghiêng hông thở, xiết sau nghiêng thở, 5 4 3 2 1, nâng lên, hít sâu vào, chống tay trái ra sau, ngã bàn chân phải về phía trước, nâng người lên, đẩy căng hông lên, thở ra, đẩy căng lên nữa, thở căng lên, thở, 5 4 3 2 1, hạ xuống, hít sâu vào, xoay người về trước, chống tay rút chân trái về chóp mặt, thở ra, cúi xuống đi bộ tại chỗ, hít sâu và thở ra, hít sâu thở ra, hít sâu thở chậm ra, điều hòa nhịp tim, điều hòa hơi thở lại. Ở tư thế chó húp mặt, hít vào, trường vai tới tấm ván, thẳng người, trường cái vai vừa thẳng ở trên cổ tay, xiết cơ bụng lại, lên thở ra, chớp mặt, đẩy cao mông lên, ép vai ép lưng xuống, xiết cơ bụng thở, hai hít lên, trường vai tới thẳng người, xiết bụng thở ra, ba hít lên, trường tới rút rốn, xiết bụng thở ra, bốn hít lên, thở ra, đẩy cao mông lên, cúi xuống rút rốn thở, năm hít lên, thẳng lên, xiết cơ bụng chắc lại, đừng võng thắt lưng, tâm. Còn Phương, trường tới thẳng người ra, Phương ơi, tấm ván, Phương ơi, tấm ván thẳng người, thở ra, sáu hít lên, chắc người lại, rút rốn, trường lên, chắc cơ lại, thở ra, bảy hít lên, đẩy lên, thở ra, tám hít lên, đẩy lên, chắc người lại, thở ra,
chín hít lên lên thở ra gồng chắc cơ bụng lên mười hít lên thẳng người toàn thân giữ thẳng rồi toàn thân giữ thẳng ở tấm ván mình đẩy vai tới rồi đẩy lùi về sau đẩy tới siết cơ bụng chậm thôi đó, tám ra sau bảy rút rốn lên ra sau thẳng chắc cả người không võng lên võng xuống sáu ra sau năm ra sau gồng chắc bụng bốn ra sau ba siết bụng thở ra hai thở ra một thở ra nằm xuống co gối và hạ người nằm xuống tay này chồng lên tay kia xoay mặt qua một bên hít thở sâu vào điều hòa hơi thở tiếp tục tập bắp tay nắp tay và lưng mở lưng hai tay cầm viên gạch không có gạch thì cầm chai nước cầm khăn cầm gì cũng được để chườm tập mình tập bắp tay là mình phải thấy nó ngày hôm sau mình phải thấy nó ê ẩm nó mỏi cơ bắp tay. Nằm sát xuống hai tay nè hai tay cầm viên gạch nè à, hai tay cầm viên gạch và chống hai cái khuỷu tay y như cô nè chống hai khuỷu tay y như cô nhìn cô trước nè chống hai mũi bàn chân nè hít vào ở đây à, khi cô cúi xuống nhìn bụng là bụng cô dở lên khỏi sàn và gồng chắc cơ bụng lại thở ra nè nhìn nè hít sâu thở nè hít sâu thở gồng chắc cơ bụng thấy nổi cơ bụng luôn ai mà đã có cơ rồi là lên luôn số 11 đó à hít sâu vào thở ra cúi xuống nhìn bụng đi nào bụng dở lên khỏi sàn xí sâu lên xí sâu rút cái rốn sâu lên giống như là ở ngay chỗ cái rốn mình có vũng nước mình không cho nó chạm xuống nước á rồi trở về hít vào hai thở ra rút rốn sâu lên rút nữa hít sâu vào ba thở ra rút rốn lên hít sâu vào bốn thở ra duỗi mũi chân ra đi nào duỗi ra cho nó dễ thôi hít sâu vào năm thở ra à, rút rốn lên siết lên siết lên siết lên hít sâu vào sáu thở ra rút lên xí sâu hít sâu vào ai rút sâu mà bụng ít mở là thấy nó hõm sâu vô luôn á bảy thở ra rút sâu hít sâu vào tám thở ra hít sâu vào chín thở ra rút rốn siết lên rướn cái sườn lên rướn cái khung xương sườn lên rướn kéo cái khung xương sườn lên hít sâu vào lần cuối nào thở ra rút rốn siết lên ừ.
Là xuống thở ra giữa căng hai mũi chân đi nào, hít vào rồi nè gấp chân lên, chân phải trái chắc chân lại, chắc chân gấp lên, một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười, mười chín tám bảy sáu năm bốn ba hai một, vươn tay ra giữ căng hai chân, thở hết hơi ra, hít vào nâng tay chân lên, nâng lên siết chắc lại và nhịp lên, nhịp một hai ba bốn năm sáu bảy, thẳng gối ra tâm tám chín, thẳng gối ra nâng lên 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hạ xuống thở ra. Phải nghe tê rần 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 bắp chân, đùi sau, cơ mông, bắp tay. Tiếp tục nè, chiên gạch nè. Lên, nâng người lên, nâng tay chân đầu lên. Tay phải cầm gạch chiền ra sau, đưa cho tay trái vòng ra phía trước đi nào. Hai, hít thở đều. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, nghe bắp tay của mình. Tám, cảm nhận sâu chỗ bắp tay. Chín, mười, bây giờ tay trái đưa cho tay phải và đồng thời hai chân duỗi căng lên, tách chậm luôn nè, tách chậm, 10, 9, 8, 7, 6, tách chậm chân liên tục đi nào, siết cơ mông lên, 5, 4, cố lên, 3, 2, một, ra sau, hai tay cầm gạch ra sau, nâng lên, nâng tay lên, rồi gấp chân lên chạm gạch nào, lên một hai ba, chân lên bốn năm sáu bảy tám chín mười, mười chín tám, nâng gạch cao lên, bảy sáu năm bốn ba hai một, hạ xuống, hít thở sâu. Hít thở sâu vào, gấp hai cẳng chân lên tập cây cung hẹp cuối cùng. Hai tay nắm hai cổ chân, duỗi thẳng cổ ra, trán mũi chạm sàn, thở hết hơi ra, hít sâu vào, kéo căng lên, bung cao lên, hạ xuống thở, hai lên, xuống, ba lên, xuống, bốn lên, cảm nhận lực đối kháng đi, bung bung chân tay nắm chân rồi rịch lại và chân thì bung ra để kéo lên, xuống, lên, lăn bụng đi nào, lăn, một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười, hạ xuống, co tay xoay mặt qua, hít sâu thở chậm ra. Điều hòa nhịp tim, cân bằng huyết áp trở lại. Mở lật ngửa ra thư giãn. Lật ngửa ra,
Nâng tay chân lên vỗ vào nhau. Vỗ vào nhau. Đổi bên. Co tay co chân vỗ vào nhau. Vòng tay ôm gối, ép đùi sát bụng ngực. Nâng đầu lên, mũi chạm gối, thở ra. Rồi lăn lưng, mát xa lưng. À đâu, lăn phải trái nha. Nâng tay chân lên, rung 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 rung, rơi tự do. Chậm chậm xoay mặt qua phải, xoay qua trái, trở về giữa, duỗi thẳng cổ, cằm hướng vào ngực, thắt bụng, ép sát thắt lưng xuống, buông lỏng ra, thư giãn thả lỏng thật sâu, từ ngón chân cho đến đỉnh đầu. Phải thật sự thư giãn thả lỏng, nằm tập trung vô bài thư giãn thì cơ thể mình mới khỏe được nha, Chân đã mở bằng vai, không bỏ được bài thư giãn tay nha. đã xuôi theo thân 45 độ, hai bàn chân mình ngã ra hai bên, lòng bàn tay ngửa, các ngón tay thả lỏng là nó đang co tự nhiên. Mắt khép lại, cầm mình hướng về xuống ngực, đừng có nằm xuống gồng cái cổ, cầm mà đưa lên trần nhà là thế nào cái cổ mình cũng sẽ bị thoát vị hoặc là nhức mỏi, đơ cổ, cứng cổ, bó vai ở cổ, cho nên nằm kiểm soát cột sống phải thẳng ở trung tính. Rồi nghe cô dẫn đến đâu tâm trí tập trung vào, thả lỏng cơ thể đến đó. Tôi đang thả lỏng các ngón chân, thả lỏng bàn chân, thả lỏng cổ chân, bắp chân của tôi cũng đang được thư giãn thả lỏng. Nghe đến đâu mình cảm nhận đến có nguồn năng lượng chạy qua, cảm nhận sâu và thả lỏng khớp gối, thả lỏng cơ được, thả lỏng cơ mông, thả lỏng khớp háng. Hai chân của tôi đang được thư giãn thả lỏng, thả lỏng cơ mông, thả lỏng cơ lưng. Từng đốt sống lưng tôi đang được thư giãn thả lỏng, thả lỏng bụng, thả lỏng ngực, thả lỏng các ngón tay, thả lỏng bàn tay, tay, khuỷu tay, khớp vai. Hai cánh tay của tôi đang được thư giãn thả lỏng. Tim, gan, phổi, thận, lá lách của tôi cũng đang được thư giãn thả lỏng. Thả lỏng cổ, thả lỏng hàm nữa, thả lỏng cơ môi, thả lỏng cơ mặt, thả lỏng mi mắt, thả lỏng chân mày, thả lỏng trán. Những chỗ đó là thường tụi câu lại, nhăn lại, nào ngày châu mà nhăn trán là nhớ tới lời cô Dung, thả lỏng ra.
lõm chân mày, trán, cơ thể của tôi đang được thư giãn thả lỏng từ đỉnh đầu cho đến các ngón tay ngón chân. Tâm trí và thần kinh của tôi cũng đang được thư giãn thả. Tôi cảm nhận được nguồn năng lượng mới tích cực tràn ngập khắp cơ thể. Cơ thể của tôi thật là khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực, đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài. Chân sáng, hai tay đang kéo chân qua cọc đầu, xoay ngược qua phải, con tay phải chống cọc đầu, tay trái chống cọc đầu, con đấm hai tay đấm từ từ này. Massage cổ